Như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần điểm nhanh qua một số những thông tin đáng chú ý của thể thao trong nước cũng như là quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm qua thì một số những đoàn đua xe quốc tế đã đến Hà Nội để tham dự giải đua xe đạp VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017. Giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 năm nay thu hút 4 đội đua quốc tế từ Hà Lan, Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines tới tranh tài. Chắc chắn đây sẽ là những nhân tố góp phần làm cho cuộc đua trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn trong từng chặng đua. Ngày hôm qua, các đội đua cũng đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Nội Bài để sẵn sàng cho cuộc chinh phục những cung đường đẹp nhất Việt Nam.